xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà 4 tầng, diện tích 30m² trên sổ đỏ thiết kế 4 tầng, có thể kinh doanh được, ngõ thông, ô tô đi qua. Ngõ thực tế ở trước cửa nhà thì phải 2 xe ô tô có thể tránh mọi người nhá, và cách với lại trục chính khoảng tầm 100m thôi. Với căn nhà này, hướng nhà là hướng đông bắc, được hoàn thiện và thiết kế xong hết chỉn chu. Quý vị chỉ có việc về ở thôi, có thể kinh doanh được quý vị nhá. Đây, xung quanh đang là kinh doanh rất là ok. Với cái thiết kế của ngôi nhà như sau, mời quý vị theo chân Ngọc Anh và khám phá cụ thể tầng 1 của ngôi nhà. Với thiết kế cửa chính của ngôi nhà là cửa cuốn, và với cái căn nhà này ấy, thì tầng 1 là để thông để quý vị có thể kinh doanh, có một cái cửa ngách ở bên cạnh. Căn nhà thì cũng được cái ưu ái lô góc hai mặt thoáng quý vị nhé. Đó, có cửa ngách ở bên. Và với cái thiết kế của ngôi nhà này thì xong hết rồi, 4 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, kinh doanh được, ô tô đi qua, ngõ thông, ô tô vào nhà. Nói chung, với quý vị nào không có mục đích mà kinh doanh thì ô tô có thể vào nhà, còn quý vị nào có mục đích kinh doanh thì căn nhà này khá là hợp lý. Vị trí cụ thể của nó thì là thuộc gần với phố Xốm, Hà Đông, Hà Nội. Cụ thể thì nó thuộc Quang Lãng, Phú Lãng, Hà Đông quý vị nhé. Với cái thiết kế của ngôi nhà tương đối là hợp lý. Đây, Ngọc Anh đang đứng ở phần đây là tầng 1 của ngôi nhà. Đó, như Ngọc Anh vừa chia sẻ, quý vị có thể kinh doanh để ô tô, hoặc nếu như quý vị không có mục đích trên thì quý vị có thể thiết kế ở đây làm phòng khách. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Anh quay review cụ thể chi tiết cho quý vị, để quý vị có thể nắm được cái thiết kế của ngôi nhà, đường hướng, giá, vị trí Ngọc Anh sẽ để ở dưới phần miêu tả mọi người nha. Đây là phần không gian phòng bếp. Nói chung căn nhà này hoàn thiện xong hết chỉn chu, quý việc chỉ việc dọn đồ về và ở. Tủ bếp thiết kế toàn bộ là tủ gỗ, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, hoàn thiện xong hết rồi. Ngăn cách giữa phần cầu thang ở đây là một cái vách lam gỗ. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Ngoài ra tầng 1 thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 thôi. Hệ thống máy bơm cũng như là bồn cầu, máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ngôi nhà này thì có bể ngầm 2 khối 8 và bồn nước 1 khối ở trên tầng rồi mọi người ạ, trên tầng 4 rồi. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Với vị trí ngôi nhà này gần với gì ạ? Cực kỳ là gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với lại phố Xốm, gần với lại trục đường quốc lộ 21, gần với bến xe Yên Nghĩa. Nói chung phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, hoặc quý vị cần nhà mà đường ô tô to, rộng, thoáng, ngõ thông. Sau đây mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và quý vị ơi, Ngọc Anh đang đi lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế giống nhau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ siêu rộng, lô góc thoáng, cho nên đây quý vị có thể nhìn thấy cửa sổ hai bên cực kỳ thoáng. Phía đằng trước ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Với cái vị trí ngôi nhà này gần với lại trường Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo ở ngay phố Xốm. Nói chung là với cái tiện ích chợ trường phường trạm xung quanh thì quá ư là đầy đủ. Giao thông đi lại thì rất là tiện lợi. Vị trí mọi người cứ lấy điểm Đại học Đại Nam để quý vị có thể Google Maps ra, rất là tiện. Bởi vì từ vị trí ngôi nhà này ra tới trường Đại học Đại Nam thì nó chưa khoảng tầm mấy trăm mét thôi nhá. Đó, đây là cái phần không gian phòng ngủ, thiết kế sàn gỗ, hệ thống đây, trần thạch cao, đèn led, ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Quan trọng nhất, tất cả các cái dự án Ngọc Anh quay, những ngôi nhà Ngọc Anh quay review cho quý vị 100% sổ đỏ chuẩn chỉnh, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh, đặc biệt là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Tất nhiên sổ đỏ luôn luôn chuẩn chỉnh thì mới hỗ trợ vay vốn ngân hàng cho quý vị lên tới 70-80% được, đúng không ạ? Đây là cái phần phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì rất là rộng đây mọi người ơi, rất là rộng, đầy đủ ở đây, bình nóng lạnh này, bồn cầu này, hệ thống sen cây tắm này, thiết kế chỉn chu cho quý vị hết rồi. Cửa thông phòng thiết kế, cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, còn cửa thông phòng cũng thế mọi người nha. Đây, đó, và mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 mà anh đã chia sẻ rồi. Lên trên phía tầng 3 là có hai phòng ngủ rất là rộng, vuông vắn, phòng nào cũng vậy, dễ dàng kê đồ nội thất thiết kế ở bên trong. Phòng nào cũng cửa sổ ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng. Đó,
Với cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này, từ tầng 1 cho tới tầng 4, thiết kế là màu trắng đây quý vị nhé. Cho nên vào trong không gian phòng rất là thoáng. Thực tế nghe 30m thì nhỏ, nhưng đây quý vị có thể nhìn đây và đến xem thực tế thì nó còn đẹp hơn cả trên video mọi người nhá. Đây là phòng vệ sinh ở phía tầng 3. Với phòng vệ sinh ở tầng 3 đây cũng vậy, thiết kế giống như tầng 2, tương tự như thế. Bồn cầu, sen cây tắm, lavabo. Với cái nhà vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60, gần tới lên tới 2/3 trần cho mọi người rồi. Rất là sạch sẽ, cũng như là cửa sổ mọi cái ánh sáng thông thoáng. Sau đây mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và Ngọc Ánh đang đứng ở phía tầng 4 của ngôi nhà. Với tầng 4 của ngôi nhà, trên tầng 4 thiết kế cho quý vị một ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 4 của chúng ta thiết kế ra sao ạ? Tầng 4 thiết kế cho quý vị một phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi. Như vậy với căn nhà này vẫn thiết kế đầy đủ cho quý vị, cụ thể là 3 phòng ngủ. Đó, bên này là phòng thờ. Đây, phần còn lại sân phơi. Với vị trí ngôi nhà này, dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, giao thông thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa và đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.